và tự nhiên tới cái vụ hôn nhân rồi đám cưới rồi thấy cũng thấy khác khác ha. À, nói chung là em cũng không biết nói nó là cái cảm giác gì, nhưng mà giống như sao ta, em giống nó tương tự giống như là mình chưa sẵn sàng vậy đó. Nhưng mà em nhận thấy là em có cái tâm lý này là từ lúc nào? Chung là sao ta, từ nhỏ rồi chị. Tức là em may mắn, tức là trong một vàng anh chị em họ trong gia đình thì em may mắn, tại vì gia đình em hạnh phúc, ba mẹ em yêu thương nhau, và hầu như là từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ nghe ba em lớn tiếng với mẹ em. Thế thì tại sao em vẫn bị ám ảnh? Dạ thì cái này nó mới ghê nè chị. Tức là em sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng mà em sống trong một môi trường xung quanh không hạnh phúc đa số, và bạn bè của em luôn chị. Em biết số em sao á, em chơi với đứa bạn nào á, hình như 10 đứa là 7 đứa là không hạnh phúc, lấy chồng lấy vợ xong là có chuyện hết rồi. Và em có hy vọng là sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ khác không? Thật ra thì anh Nhiên biết. Em đã từng nói với Nhiên về điều này bao nhiêu lần rồi, và phản ứng của Nhiên lúc đó là sao? Em còn nhớ. Em nói chung là em là một người có cái sang chấn về mặt tâm lý từ lúc nhỏ. Mỗi lần em quen ai á, em có 3 cuộc tình lớn, nhưng mà mỗi lần anh Nhiên là cuộc tình lớn nhất tới thời điểm hiện tại của em. Và mỗi lần em quen ai á, chị biết không, ngày đầu tiên em sẽ không nói gì về em hết, em nói về gia đình em. Đó là ngày đầu em quen anh Nhiên thì em nói với anh Nhiên là bác của em đánh bác gái của em rất là nhiều, đánh từ lúc em 5-6 tuổi, đánh tới lúc mà em đi học cấp 2, em vẫn còn này bác bị đánh. Đánh nhiều lắm chị, đánh khủng khiếp luôn ấy. Đánh mà mẹ em đứng trong nhà, mẹ em nhà kế bên, mẹ em đóng cửa lại thì em nói mẹ sao mẹ không cứu bác Năm, tại vì mình phải cứu, mình thấy người ta bị đánh mình phải cứu chứ. Mẹ nói không được, cái cơn giận của người đàn ông á con mà đi qua con can, người ta đánh con luôn. Tại vì bây giờ ổng đang rất là có rượu trong người rồi, ổng đang rất là tức, thì bây giờ mình mà làm càng làm á thì sẽ càng đánh, hoặc là có thể là đánh cái người đó nặng hơn nữa. Bây giờ bình tĩnh đi, bây giờ vô nhà trong buồng đi học bài đi. Ngồi trong phòng em cứ nghe tiếng phịch phịch phịch, xong rồi những cái tát tay rồi những cái giống như là em bị sợ lắm. Rồi bạn của em trẻ thì tụi nó không bạo lực, nhưng mà tụi nó lại vướng mắc vào những cái vấn đề về mẹ chồng nàng dâu hoặc là nhiều vấn đề khác. Anh Nhiên ảnh làm công tác tư tưởng cho em 3 năm, ảnh là người rất tốt. Anh Nhiên là một người rất tốt luôn á. Anh tốt đến nỗi mà em ngồi em suy nghĩ á, nếu mà dạo này em mà không lấy anh Nhiên á thì em sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông thật tốt hơn. Bạn gái của em á không phải lo sợ cho bản thân cổ, mà em có nhận ra rằng là cổ lo sợ đến hạnh phúc của những người khác không? Yeah. Thí dụ như là mẹ, sợ mẹ buồn. Thí dụ như là sợ người bạn đời trong tương lai của mình, mình kết hôn với một tâm trạng hời hợt như vậy thì làm cho người ta buồn. Em nghe những điều đó em thấy như thế nào? Nói chung là nghe những điều đó thì em thấy em chọn đúng người. Tại vì những gì mà em thể hiện trên sân khấu nó chỉ là một phần con người của em thôi. Người ta thường nói rằng là đối với những cô bé, những cô gái mà họ có phần thụ động, yếu đuối thì họ mới lo sợ đủ thứ. Nhưng mà những gì mà Trà Ngọc nói thì chắc quý vị khán giả cũng thấy rằng là một cô gái năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng vẫn có những nỗi ám ảnh nhất định. Câu chuyện mà Ngọc nói về bác của mình là một cái câu chuyện rất buồn, chúng ta đã nghe rất là nhiều trong xã hội này, và cho tới bây giờ thì hiện trạng này vẫn chưa thực sự thay đổi một cách toàn diện. Chúng ta vẫn nói rằng là nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ, và thực sự là nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp. Nó làm cho cái cánh cửa mở ra để mà em đón nhận hạnh phúc của em, nó chưa kịp mở thì em đã tự đóng nó lại rồi, xong người khác cố để mở cho em thì em cứ ghì lại thôi. Dạ, yeah, đúng rồi. Nên là nếu như mà Nhiên không phải là một chàng trai yêu thương em và nhiều kiên nhẫn thì cũng chưa chắc là được tới ngày hôm nay nữa. Hai bên gia đình có một cuộc gặp gỡ buổi tối hôm đó, khi mà em nghe tới hồi cậu ba nói là vậy thôi 3 tháng nữa là muốn cưới đi, tự nhiên em bị điếng rồi. Cái em nhéo cái đùi ảnh vậy nè, em nhéo mà em cũng không biết em nói câu gì với ảnh, em nhéo vậy đó. Xong cái hồi hai bên gia đình đã bàn, và hình như là cái đám cưới đến rất là gần rồi đó chị. Thì lúc mà ra taxi đưa mẹ đi về, cùng gia đình em muốn leo lên xe về, thì em cũng ngồi im im với mẹ em không nói gì. Tự nhiên về hai đứa cãi nhau quá trời luôn. Nhà em muốn cưới sớm là tại vì cũng biết em và Ngọc quen nhau rồi. Và hai bên gia đình cũng đã gặp nhau vài lần rồi. Và cái nguyên nhân lớn nhất mà muốn tụi em cưới là hai đứa đã thương nhau, yêu nhau như vậy thì nên là đám cưới. Thậm chí là tụi em có tài sản chung với nhau luôn rồi. Để là chuẩn bị hết luôn rồi. Tại vì nhà em lúc đó là có ngoại, mà ngoại nó quá lớn rồi. Rồi Ngọc thì cũng có ông nội cũng quá lớn.
cho nên là muốn làm sớm để cho bà nội, bà ngoại với ông nội có niềm vui, có niềm vui. Nhưng mà hiện tại thì ngoại em đã mất rồi, cũng không kịp chứng kiến, cũng chưa kịp. Dạ, đó là một cái hối hận của em, tại vì em nhớ rất là rõ ngoại rất là thương em. Ngoại rất là kiểu là thương cháu thì sẽ thương cháu dâu, mà ngoại thương lắm chị ơi, thương kinh khủng luôn á. Mà ngoại còn chuẩn bị sẵn cái sắp áo dài, sắp giải để mai áo dài đám cưới tụi em nữa. Ngoại còn nói với em là ngoại rất là yếu, nhưng mà ngoại sẽ đi rước dâu, ngoại đi xuống Sóc Trăng ngoại rước em. Nhưng mà thực sự em rất là tiếc, là tại vì cái thời điểm nếu mà em đám cưới trong cái năm rồi á thì ngoại sẽ chứng kiến được chắc chắn, tại vì ở cái giai đoạn đó em rất là tiếc luôn. À, cái lúc mà trước khi ngoại yếu dần á, chị tin không, ngoại quên hết mọi người trong nhà, ngoại chỉ nhớ một mình em thôi. Mỗi lần em vô bệnh viện thăm ngoại là ngoại nắm tay em, ngoại nói là vợ của Hường Tuấn kiếm, chỉ kiếm em thôi và không kiếm một ai khác. Em cũng biết tại sao lại có một cái sợi dây liên kết nhiều tới như vậy, và cái điều đó cũng là cái điều mà em có lỗi với lại mẹ của ảnh. Tại vì em biết là mẹ rất là muốn ngoại chứng kiến được cái đám cưới của tụi em, nhưng mà em không làm được. Và cái lúc mà ngoại mất á thì thực sự là bao nhiêu hối hận, tất cả mọi thứ muộn màng hết, mình không thay đổi được gì hết. Em mong năm nay mình sẽ có một đám cưới. Dạ, em lấy anh nha. Thật sự luôn á, nếu mà giờ không lấy anh em cũng không biết lấy ai nữa. Giáo đi bứt bông lỡ làm luôn cho nó gọi là nó đó. Có không khí em. Em cưới nha. À, cưới luôn hả? Ừ, cưới luôn nha. Thôi cưới thì cưới.